Bạn sẽ đây video này khi trong một hai năm về việc cá mớ tầm hôm hạt về robot computer để dùng vào chỉ mỗi năm bắt bòn bàn bàn cá ở window chẳng chơi đồng bốn cứ dùng trơ cho tất cả observer và xem ra observer này ở nơi khi nông window thế cứ dùng chơi lên thì thành một đầu nơi khả năng performance bằng ca Windows 7 dân chạy lên bộ tổng start từ dân khơi nhà bộ ọp sợi nâng chẳng nó phê là dân cho căn bộ ọp sợi rồi thấy xong quay biệt thá DX DIAG hãy xong chạy Enter. Và chẳng chung hiệu to tiếp cái nhóm nâng này nòm hôm phí rồi biếp mớ tệ tôn tơ nâng bộ miền bộ hạt viên và dường công tơ và dường chẳng dương mơ gọi là system có mơ dương mơ gọi là system information và chẳng nhóm bây giờ sẵn khép sẵn khép current date time này cứ bằng 2 ngày khai nâng phê và lia đại dương bàn bạc tèng nâng ấy hát miền ấy dùm khăn tế khăn kram ní computer name chẳng viên bằng 2 chung mô computer nâng chung mô ấy chẳng computer name nâng phê đại dương sách ở Windows cứ viên bàn bằng mình thay viên ao dương đặt chung mô computer nâng ấy và operating system và rồi có hào cả thả OS nâng kê xâm đa lời bộ phòng bản bản ca ta computer nâng dương cầm phong bộ phòng bản bản ca chung mô ấy kê chẳng về chúng ta Windows 10 Professional 32-bit và chẳng một sân công tớ về miền 32-64-bit và 32-64-bit và chẳng đợi lại một sân nhóm cư nhóm pra 32-bit hay language này cư English và system manufacturer này cư xâm đạo dần lỡ ở trong hôn bởi lực computer nâng chung mối kể chung mối Acer thì họ ta bởi dân bà computer Dell chung mối Dell là cổng hôn bởi lật system ở Dell chẳng cổng hôn Acer bởi lật ấy computer nâng một Dell ấy thì họ ta Aspire Sample Happy thì họ chẳng về miền một Dell ta một Dell về mùi mùi và để lại bị khả nè và bài ô này vì tiện tồn từ nâng version bài ô và version dì dương pra version thông máy cứ về nghề sử dụng pra chiên à version chạm nâng processor cứ kê xâm đạo từ lờ CPU ta CPU đại dương cầm bông pra nâng bập hết ấy kê và chẳng CPU nâng cứ bập hết Intel hơi model Core i3 hai bộ màn chọc như là pi chọc 7 GHz memory cứ xâm đạo từ lỡ RAM bởi dưỡng ta RAM computer bởi dưỡng miên tùm hôn bộ màn chì và tại nơi khả năng này cứ vì ạc kết chìa chì cả bài thế cứ kết chìa mê cả bài chẳng mùi chi cơ bái viết mà nâng mà bọn phải buôn mê cơ bái chẳng nếp viết bì bọn xa xâm bấy mê cơ bái chẳng viết mà nâng bì chi và DirectX version nếp viết tiện tồn thơ nâng bập hết Windows và dường mùi tiết dường cho trách là tab display và tab display nếp cư viết bằng 2 nhằm bí còn miễn tệ tôn tơ nâng VGA và dường VGA chẳng nèm đi và VGA nâng cứ bập hệ đi kì chẳng Intel HD Graphics 7000 và họ Manufacture và cầm hôn phần lật nâng chung ấy Intel Corporation và Chip Thai bập hệ CQV chung ấy và Intel HD Graphics Family DAC Thai và Internal nó về miền Internal là External và Internal cứ một phần VGA job và Internal cứ
ประเภท VGA สมมติว่า internal ประเภท VGA job external คือประเภท VGA ได้มาจังมุ่ยเทียบนั่งบางแห่งระเบียบในเมื่อต่ำหงระบบฮาร์ดดีมาจิตบุ้งยังจดเลยจดเมาส์ดำเลยคอมพิวเตอร์มาดิสพีซีนั่งมาให้จดเปลี่ยนทางแมนเนจបន្តមកទៀតសូមចុចលើពាក្យថា this management កាលណាដែលយើងវាអត់ចេញបែបហ្នឹងវាចេញបែបនេះសូមចុចសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីពលាបវាសិនហើយចុចលើ this management ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចមើលទំហំ hard disk របស់យើងហើយបាទ hard disk របស់យើងមានប្រមាណ G អីគឺវាបង្ហាញតែហ្នឹង drive drive C យើងមានប្រមាណជី 3D មានប្រមាណជីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងជាទូទៅទំហំឧបករណ៍ផ្ទុកទៅណីឧបករណ៍ផ្ទុកទៅណីហ្នឹងគឺវាអត់ដែលគ្រប់ទេដាក់មកឧទាហរណ៍ថាដូចកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានទំហំ 640GB ប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងទៅគឺវាមានតែ 596.17GB អញ្ចឹងវាអត់គ្រប់វាបានច្រើនហើយអាហ្នឹងគឺគ្រប់ឧបករណ៍ផ្ទុកទៅណីទាំងអស់គឺបែបហ្នឹងដែលជាផ្លាស់អី memory អីគឺវាដែរគ្រប់អញ្ចឹងឯងបាទវាដាក់មកប្រហែលហ្នឹងគេថាផ្លាស់ 2G វាមិនបាន 2G វាបានតែ 1G ជាងឯងអញ្ចឹងរបៀបមើលគឺយើងមើលតាមហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតអីអាចដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏ខ្ញុំបញ្យល់អត់ច្បាស់ឯងសូម comment ប្រាប់ផងខ្ញុំព្យាយាមនឹងបញ្យល់ម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើន